Radio Tin Mừng xin kính chào quý khán giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thứ ba, 3 tháng 4 2018, Tin Công Giáo, suy niệm lời Chúa, đời sống các thánh, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin thiên thần con. Tin Công Giáo hôm nay gồm có Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng, đụng độ giữa cảnh sát và băng đảng làm gián đoạn đàn thánh giá tại Acapulco, Mễ Tây Cơ, Đức Thượng Phụ Taquatros đệ nhị chúc mừng phục sinh Đức Giáo Hoàng Francisco. Trong thông điệp phục sinh, Thái tử Charles bày tỏ lo âu về tình trạng các Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới. Đức Benedicto 16 cử hành phục sinh riêng biệt. Đức Benedicto 16 cử hành phục sinh riêng biệt. Vì lý do sức khỏe khi đã cao tuổi, Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto 16 sẽ không còn tham dự bất kỳ buổi cử hành chung nào nữa. Theo hãng tin Vatican News Pháp ngữ, dẫn lời Đức Tổng Giám mục George Genswein, thư ký riêng của Đức Benedicto 16, được hãng tin báo chí Công giáo Áo Cat Press ghi nhận. Cũng theo Vatican News, Đức Benedicto 16 cử hành lễ phục sinh trong sự thân mật với nhiều tập quán khác đượm nét quê hương Bavaria của Ngài tại nhà nguyện Mẹ Giáo hội thuộc tu viện nằm trong nội vi Vatican mà Ngài đang cư trú từ khi thoái vị trọng trách thi hành sứ vụ Thánh Phêrô. Vào chiều thứ ba tuần thánh ngày 29 tháng 3 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đích thân tới thăm vị tiền nhiệm của mình và chúc mừng phục sinh như Ngài vẫn từng làm vào mỗi năm. Đến lần mừng sinh nhật vào 16 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Benedicto 16 sẽ tròn 91 tuổi. Hiện nay, bào huynh của Ngài, Đức ông George Ratzinger, sinh năm 1924 vẫn còn sống. Cả hai đều thụ phong linh mục trong cùng ngày 29 tháng 6 năm 1954, nhằm lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Đức Thánh Cha chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng. Trưa thứ hai phục sinh 2 tháng 4 2018, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh lạy nữ vương thiên đàng với hàng chục ngàn tín hữu, và Ngài kêu gọi các tín hữu sống tình huynh đệ như hoa trái sự phục sinh của Chúa Kitô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày thứ hai sau phục sinh là một ngày lễ mừng, ngày sống chung thường là với gia đình. Sau khi cử hành lễ phục sinh, người ta thấy nhu cầu tụ họp với những người thân yêu và bạn hữu để mừng lễ, vì tình huynh đệ là hoa trái sự phục sinh của Chúa Kitô, đấng qua cái chết và sự sống lại của Ngài đã chiến thắng tội lỗi chia cách con người với Thiên Chúa, con người với chính mình và con người với anh chị em của mình. Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường chia rẽ giữa con người với nhau và tái lập hòa bình, bắt đầu bằng cách tạo nên một mạng tình huynh đệ mới. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta trong mùa phục sinh này tái khám phá tình huynh đệ như đã được thực thi trong các cộng đồng Kitô đầu tiên. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng không thể có một tình hiệp thông đích thực và dấn thân cho công ích cũng như cho công bằng xã hội nếu không có tình huynh đệ và chia sẻ. Nếu không có sự chia sẻ huynh đệ thì không thể thực hiện một cộng đồng giáo hội hoặc dân sự đích thực, nhưng chỉ có một tập thể các cá nhân bị những tư lợi thúc đẩy. Phục sinh của Chúa Kitô đã làm bùng lên trên thế giới sự mới mẻ trong việc đối thoại và tương quan. Sự mới mẻ này đối với các tín hữu đã trở thành một trách nhiệm. Thực vậy, Chúa Giêsu đã nói, từ dấu này mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy nếu các con yêu mến nhau. Vì thế chúng ta không thể khép mình trong riêng tư, trong nhóm riêng của mình, nhưng chúng ta được kêu gọi quan tâm đến công ích, chăm sóc anh chị em, nhất là những người yếu thế hơn và bị gạt ra ngoài lề. Chỉ có tình huynh đệ mới có thể bảo đảm một nền hòa bình lâu bền, đánh bại nghèo đói, dập tắt những căng thẳng và chiến tranh, nhổ bỏ tham nhũng và nạn tội phạm. Trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành,
Đức Thánh Cha cho biết Ngài đặc biệt cầu nguyện cho Ngày Thế Giới gây ý thức về bệnh tự kỷ, được cử hành hôm 2 tháng 4. Ngài cũng mời gọi các tín hữu cầu xin ơn hòa bình cho toàn thế giới, nhất là cho những dân tộc đang chịu đau khổ vì các cuộc xung đột hiện nay, đồng thời tái kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt cóc để họ sớm được về nhà. Đụng độ giữa cảnh sát và băng đảng làm gián đoạn đàn thánh giá tại Acapulco, Mỹ Tây Cơ. Hàng trăm tín hữu công giáo đàn thánh giá tại thành phố nghỉ mát Acapulco, Mỹ Tây Cơ đang đi đàn thánh giá, trong đó hàng chục người ăn mặc như người La Mã cổ đại và những nhân vật kinh thánh đã phải chạy tán loạn sau khi tiếng súng vang lên trong một vụ cướp xe gần đó. Một trong những tên cướp đã chết vì một cơn đau tim trong một cuộc đọ súng với cảnh sát, trong khi đồng bọn của hắn trốn thoát. Cảnh sát tại bang Guerrero là một trong những bang mất an ninh nhất tại Mỹ Tây Cơ đã cho biết như trên. Vài phút sau cuộc chạm súng, một người đàn ông khác trong một ngôi nhà gần đó đã bị giết, có thể là do những tên cướp trên đường chạy trốn giết chết, hay đơn giản là bị giết bởi một viên đạn lạc. May mắn không có ai trong đám rước được báo cáo là bị thương. Một video của Reuters cho thấy những người ăn mặc như người La Mã cổ đại và những nhân vật kinh thánh đã tỏ ra bình tĩnh và hướng dẫn đám đông đang hỗn loạn chạy đúng hướng nên không có ai bị thương. Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị chúc mừng phục sinh Đức Giáo Hoàng Francisco. Đức Thượng Phụ Tawatros Đệ Nhị, giáo chủ giáo hội chính thống Copt Ai Cập, đã gửi lời chúc mừng đến Đức Giáo Hoàng Francisco nhân dịp lễ phục sinh mà các Kitô hữu chính thống sẽ cử hành vào Chủ nhật tuần sau, ngày 8 tháng 4, theo lịch Giuliano. Kính gửi Đức Giáo Hoàng Francisco, Chúa Kitô đã sống lại, người đã sống lại thật. Tôi gửi đến Ngài lời chúc mừng phục sinh. Đây là ngày lễ mà chúng ta vui mừng vì Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, đã đánh bại sự chết. Và sau khi tiêu diệt sự chết, người đã làm cho cây thánh giá trở thành thánh giá sự sống. Đó là lời của Đức Thượng Phụ Tawatros trong một sứ điệp video bằng tiếng Ả Rập. Cơ quan truyền thông Share của Hội đồng Giám mục Italia đã ghi âm sứ điệp video này tại nhà thờ chính tòa Thánh Marco ở Cairo, nơi có ngai tòa của Giáo hội chính thống Copt Ai Cập. Vị giáo chủ Giáo hội chính thống Copt chúc Đức Giáo hoàng Francisco được sức khỏe và hạnh phúc, đồng thời cũng kêu gọi cầu nguyện cho các Kitô hữu Copt. Trong sứ điệp, Đức Thượng Phụ Tawatros cũng chúc mừng Đức Giáo hoàng Francisco nhân dịp 5 năm giáo hoàng của Đức Francisco vào ngày 13 tháng 3. Tôi vui mừng gửi sứ điệp này từ đất Ai Cập. Tôi chúc mừng Ngài, thưa Đức Thánh Cha, trong dịp kỷ niệm 5 năm Ngài được bầu làm giáo hoàng. Đức Thượng Phụ Tawatros còn nhắc lại chuyến viếng thăm Vatican vào tháng 5 2013, 2 tháng sau khi Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng. Thật là một chuyến viếng thăm tốt đẹp. Chúng ta được đầy ơn Chúa Thánh Thần. Tôi tin rằng Ngài luôn cầu nguyện cho chúng tôi, và chúng tôi cũng nhớ đến Ngài trong lời cầu nguyện. Kết thúc sứ điệp, Đức Thượng Phụ Tawatros xin Chúa chúc lành cho công việc phục vụ và sứ vụ của Đức Giáo hoàng Francisco. Chúc Đức Francisco sức khỏe và trường thọ. Trong thông điệp phục sinh, Thái tử Sạc bày tỏ lo âu về tình trạng các Kitô hữu bị bắt hại trên thế giới. Thái tử xứ Wales đã bày tỏ tình đoàn kết đối với các Kitô hữu phải chịu đau khổ vì đức tin của họ trên khắp thế giới trong một video được công bố vào ngày thứ Sáu tuần thánh. Đây là thông điệp phục sinh đầu tiên của Thái tử Sạc. Thái tử đã nói về mối quan tâm của ông trước tình trạng các tín hữu Kitô vẫn tiếp tục bị bắt hại vì niềm tin tôn giáo của họ, và nêu bật những vấn đề mà các Kitô hữu phải đối mặt. Ông nói, vào thời điểm phục sinh này, khi tâm trí chúng ta hồi tưởng lại cuộc thương khó của Chúa chúng ta cách đây 2000 năm, chúng ta đặc biệt nghĩ đến những Kitô hữu đang đau khổ vì đức tin của họ ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi muốn bảo đảm với họ rằng họ không bị lãng quên và họ đang trong lời cầu nguyện của chúng tôi. Video này đã được thực hiện sau cuộc họp của Thái tử với các nhà lãnh đạo giáo hội từ Trung Đông, nơi tình trạng bắt hại các Kitô hữu rõ nét nhất. Trong thông điệp của mình, Thái tử xứ Wales cũng nêu lên những yếu tố khiến ông lạc quan, bao gồm việc hồi hương của các Kitô hữu ở miền Bắc Iraq và các nơi khác. Ông nói, tôi cũng nghe nói rằng trong bóng đêm chập chùng này, để có những ngọn đèn nhỏ,
những dấu hiệu phục sinh và hy vọng rằng, chậm chạp nhưng chắc chắn, những Kitô hữu đã phải chạy trốn khỏi quê hương của họ, đang bắt đầu trở lại và xây dựng lại những ngôi nhà điêu tàn của họ. Theo số liệu được công bố vào Chủ nhật lễ lá, có 3.249 ngôi nhà của các Kitô hữu ở vùng bình nguyên Ninive đã được khôi phục, trong số 12.217 căn. Đến nay, 37.086 Kitô hữu Iraq đã trở về cố hương. Thái tử lưu ý rằng, trong nhiều thế kỷ qua, các tôn giáo khác nhau, đặc biệt là ba tôn giáo độc thần là Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, đã sống bên nhau như những người hàng xóm và như những người bạn. Loài thương bạn người còn chi ai về phù chết cho chúng con và đã tông lại rồi này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh ngân trần gian đây tràn ánh sáng này đây muôn lời hát khen chúc tụng đức vua từ vinh quang đã phục sinh cất bước ra đi để loan tin khắp nơi Chúa đã sống lại từ trong cõi chết tối tăm Chúa cho chúng con sự sống đến muôn đời nguyện tin cho ngọn nến vui soi đời sáng soi ngàn muôn dân toàn thế giới nguyện tin cho lửa mến tin luôn bừng cháy lên và thắp sáng trong hồn con Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmaus. Luca chương 24 từ câu 13 đến câu 35. Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ: các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người, tên là Cleopas, trả lời: chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi: chuyện gì vậy? Họ thưa: chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ Đức Giêsu nói với hai ông rằng: các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng: mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn.
bấy giờ người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường, khi người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh. Nhập vai hai môn đệ Emmau để chiêm ngắm. Họ chẳng xa lạ gì với những lời Kinh Thánh, từ Môi-se đến các ngôn sứ. Họ cũng biết rõ những điều xảy ra tại ngôi mộ trống do các bà thuật lại. Thế nhưng, những dữ kiện đó như một mớ rời rạc, vô nghĩa đối với họ, cho đến khi người khách đồng hành ấy giải thích Kinh Thánh, làm lòng họ bừng cháy lên, rồi người khách ấy đồng bàn dùng bữa tối với họ. Và kìa, xem ông ấy bẻ bánh. Mọi sự bỗng trở nên mạch lạc, sáng tỏ. Người lữ khách đó chính là Ngài. Những chữ viết, chứng từ, bánh và rượu chỉ trở thành lời, thịt và máu khi hòa quyện nên một, nơi con người Giê-xu trỗi dậy từ cõi chết. Lời không có ý nghĩa gì nếu không xuất phát từ Chúa Giê-xu Kitô phục sinh bằng xương bằng thịt. Bạn không thể thấu hiểu được lời nếu không kết hợp trong thịt và máu Ngài, và bạn cũng không thể đến được với thịt và máu Ngài nếu không được lời Ngài làm bừng cháy lên. Các môn đệ Emmau đã nhận ra Chúa khi Ngài bẻ bánh như thế đó. Việc suy gẫm lời Chúa có giúp bạn yêu mến Thánh Thể hơn không? Mỗi khi suy gẫm lời Chúa, bạn kết thúc bằng việc rước lễ thiêng liêng, và mỗi khi rước lễ, bạn dành ít phút để suy gẫm lại lời Chúa bạn vừa nghe. Lạy Chúa Giê-xu đáng mến, con khao khát Chúa. Xin làm sống lại trong con tình yêu mến Chúa. Xin làm cho con lòng bừng cháy lên ngọn lửa nhiệt thành, phục vụ Chúa nơi tha nhân. Khắp bốn phương trời về đây ta ơn Chúa Cha đã đoái thương bạn. Người con chi ai Giê-xu chết cho chúng con và đã sống lại rồi. Này đây vũ trụ tấu vang khúc nhạc thanh mừng, trần gian này tràn ánh sáng. Này đây muôn lời hát khen chúc tụng Đức Vua từ vinh quang đã phục sinh. Tiếp theo, Mai Thiên mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đời sống các thánh, 118 vị tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục 1763-1839. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo. Tới huyện Bình Lục, vì các tín hữu đã đút lót với quan huyện, nên chỉ làm tờ trình là bắt được hai cha ở ngoài đồng lúa để giáo dân không bị liên lụy. Quan huyện vui vẻ chấp nhận, và khi thấy cha Trương Văn Thi đã già yếu mà trời rất lạnh thì quan hỏi cha Thi có chăn đắp hay không, thì anh đội lính thưa thay cho cha rằng, ông Lý Pháp đã lấy chăn và quần áo của cha rồi. Nghe nói thế, quan huyện nổi nóng quát lớn, bảo Lý Pháp phải trả lại ngay chiếc khăn và quần áo cho cha Thi. Quan huyện Bình Lục tiếp đón các ngài rất tử tế, mời các ngài ngồi lên chiếc chiếu sạch sẽ nói chuyện đàng hoàng.
Khi giáo dân dọn cơm thì quan bắt lấy mâm của mình mà dọn cho hai cha ăn. Sau 3 ngày, quan huyện Bình Lục cho giải hai cha về Hà Nội. Giáo dân đông đảo đi theo khóc lóc. Nhìn cảnh cha con từ giã lẫn nhau, quan huyện xúc động an ủi và hỏi: "Đạo dạy những gì mà các tín hữu thương khóc các ngài như thế?" Một cụ bà nghe quan huyện hỏi thì thưa lại rằng: "Bẩm quan lớn, các cụ dạy chúng tôi những điều nhân đức, chồng phải hiền lành, không cờ bạc rượu chè gian dâm, còn vợ thì phải biết nhịn nhục, phân lời chồng, thủy chung với chồng, con cái phải kính trọng cha mẹ, hiếu thảo với cha mẹ." Thấy cha Thi vì già yếu không đi được nữa, quan bảo giáo dân thuê cáng để đưa cha đi. Quan huyện Bình Lục rất kính trọng và quý mến hai cha. Ngày hôm trước, khi cho lệnh đưa nộp hai cha về Hà Nội, quan huyện cho lệnh giết heo để cúng tế trời đất và lớn tiếng thanh minh rằng: "Không phải lỗi tại tôi muốn bắt bớ những người hiền lành đạo đức như thế này đâu, nhưng chỉ vì lệnh vua ban xuống tôi phải vâng theo mà thôi. Xin án phạt có xuống thì xuống trên người đã ra lệnh, bề dưới phải tuân theo mà thôi." Hai cha được đưa lên Hà Nội bằng thuyền theo đường sông Hồng Hà. Giáo dân kẻ đi thuyền, người đi bộ, đi theo rất đông. Ngày 16 tháng 11, thuyền cập bến, hai cha bị áp giải đưa vào nộp cho quan tổng đốc và được giam trong trại gần cửa đông, không phải ở chung với các tù nhân khác. Các lính gác cũng xử với hai cha rất tử tế. Họ nói: "Chúng tôi biết các cụ không phải như các tù nhân khác. Hai cụ hiền lành không nghĩ tới việc trốn nên chúng tôi chẳng dám làm khổ các cụ." Cha Thi vì già yếu nên không phải đeo gông, còn cha Dũng Lạc thì phải đeo gông có 3 tối mà thôi. Khi lính đưa đồ ăn tới cho hai cha thì hai cha chia sẻ cho lính canh gác cùng ăn. Một ngày 2 buổi các cha đọc kinh chung với nhau trong sự bình an, tin cậy mọi sự nơi Chúa. Về vật chất thì đã có ông Tổng Thìn và bà Ro thuộc nhà dòng kẻ bối thường lui tới thăm nuôi. Hai cha phải tra khảo 3 lần, mỗi khi bị tra khảo thì cha Thi vì già yếu và tai bị lãng tai nên mọi chuyện cha Dũng Lạc trả lời thay cho cha Thi hết. Quan huyện Bình Lục cũng trình với quan tổng đốc rằng: "Hai cụ đạo trưởng thà chịu chết chứ không chịu bước qua hành đạo. Tôi đã thúc ép 2 lần ở dưới huyện mà không sao thuyết phục được các cụ. Hai cụ này hiền lành và thật thà, xin quan đốc thương xét." Đã 3 lần quan thượng khuyên hai cha quá khóa nhưng hai ngài vẫn một mực cương quyết thà chết chứ nhất định không bước qua thập giá. Có lần anh lính đã đẩy cha Thi ngã sấp mình xuống cây thánh giá, cha ôm hôn thánh giá, cha Dũng Lạc cũng bị xô ngã nhưng cha Dũng Lạc trỗi dậy được. Các quan biết không thể thuyết phục được hai vị chiến sĩ đức tin dũng cảm này nên các quan đã làm bản án tử hình cho các ngài như sau. Sau khi họp hội đồng, các thần là Nguyễn Phúc Hoan, Quan Hộ và Lương Bộc Quang quan án đã xem xét kỹ lưỡng hai tội phạm Trần An Lạc, cũng gọi là Dũng Lạc, và Trương Văn Thi đã theo tà đạo Gia Tô từ thuở nhỏ và dụ dỗ lê dân. Họ đã ghi khắc sâu đạo lý sai lầm từ lâu chứ không phải một vài ngày. Hoàng thượng đã ra nhiều chiếu chỉ cấm dạy dỗ dân chúng đạo này và bắt từ bỏ những thói tục sai trái. Thế nhưng họ chẳng những đã không tuân mà còn tàng trữ sách đạo và ẩn trốn cho đến ngày bị bắt. Được khuyên bảo bước qua thập giá mà họ vẫn một mực cố chấp, xin được chết hơn là làm điều này. Hiển nhiên là đạo này đã ăn sâu vào tâm hồn chúng. Vậy các thần xét nghĩ là họ đáng chết theo như luật quốc gia đã định rằng kẻ nào tàng trữ sách quấy phá hoặc dạy dỗ thực hành quái lạ thì phải giam trong ngục cho đến khi được định thể khác. Vậy đối với hai tội phạm Trần An Dũng Lạc và Trương Văn Thi, các thần muốn áp dụng khoản luật này, nhưng xét cho cùng hai tội phạm này đáng chịu một hình phạt nặng nề hơn, chúng phải chém đầu để răn bảo những người khác, xem gương mà khiếp sợ. Trong khi chờ đợi bản án được châu phê, cha Thi biết chắc là mình sẽ được phúc từ đạo. Cha Phêrô Trương Văn Thi sốt sáng dọn mình xưng tội, đọc kinh cầu nguyện và ăn chay các ngày thứ Tư, thứ Sáu, thứ Bảy. Ngày 21 tháng 12, cha Trân lén mang mình Thánh Chúa vào cho cha Dũng Lạc nhận rồi trao cho cha Thi cùng rước mình Thánh Chúa. Đây là lần cuối cùng hai cha được rước mình Thánh Chúa trong nhà tù dưới trần gian. Cũng chính trưa ngày hôm ấy, hai cha nhận được bản án đã được châu phê. Hai cha vội đem phân phát cho các lính canh những đồ dùng còn lại. Ngay sau đó, quan quân thi hành án lệnh dẫn các cha ra pháp trường. Cha Phêrô Trương Văn Thi vì già yếu nên đã ngã trên đường, lúc ấy có một tên lính đến nói nhỏ với cha: "Mình cũng là một tín đồ, xin cõng cha trên lưng." Cha liền cởi đôi sang đan,
một đồ dùng cuối cùng trao cho anh, tới pháp trường là ô cầu giấy, cha quỳ cầu nguyện trên chiếc chiếu do các bà dòng đã trải sẵn. Quan ra lệnh dân chúng phải đứng ở xa, và khi nghe hiệu lệnh thì Lý Hình phải chém ngay một nhát đứt đầu. Khi hành xong mọi việc thì quan quân rút về, giáo dân chạy tới thấm máu vị tử đạo, thâu lượm các di vật, rồi nhận xác cha thánh Phêrô Trương Văn Thi đem về cử hành lễ an táng long trọng tại kẻ sở. Sau đó dân chúng truyền khẩu cho tới ngày nay nói rằng ông Lý Pháp bắt hai cha đã hóa ra điên khùng, còn cô gái của ông lấy khăn thánh may yếm để mặc thì đã bị thổ huyết và chết ngay một ngày sau khi mặc chiếc yếm ấy vào người. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã suy tôn cha Phêrô Trương Văn Thi lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 1900, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nâng ngài lên hàng hiển thánh tử đạo Việt Nam ngày 19 tháng 6 năm 1988. Mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, một người bạn đã kể cho tôi một câu chuyện như sau. Trong một dịp tình cờ, khi đưa bà xã đến trung tâm ung bướu thành phố để cắt bướu máu, tôi đã gặp một người mẹ và một cô bé cũng đến khám và điều trị tại đây. Một trong hai người họ bị bệnh, người mẹ vào khoảng trên 30, còn cô bé cao lắm chỉ độ 15 tuổi là cùng. Cả hai mẹ con đều rất đẹp, đều có mái tóc dài, rất mượt mà, buông xuống lưng như dòng suối. Trong lúc cùng chờ đợi, tôi đã bắt chuyện làm quen với họ. Người mẹ thì có đôi chút dè dặt và có vẻ kiệm lời. Có lẽ bà có nhiều mối lo lắng nên không thiết tha lắm trong việc trò chuyện với người lạ. Còn cô bé thì hồn nhiên, vô tư trả lời những câu hỏi thăm của tôi, nhưng trong ánh mắt cũng đượm buồn, thể hiện sự mệt mỏi khó giấu. 10 ngày sau, tôi đưa bà xã đến trung tâm để cắt chỉ vết mổ đã lành. Tôi sững sờ khi gặp lại họ. Suối tóc mượt mà của họ đã biến mất. Hai cái đầu nhẵn thín lấp ló dưới vành mũ.
chỉ còn những đôi mắt giống nhau. Nhưng ánh mắt mẹ luôn đượm buồn như lần gặp trước. Ánh mắt của bé thì lung linh, ngây thơ, và dáng vẻ mệt mỏi hầu như đã giảm. Tôi nhìn họ thương xót, lúng túng, không biết có nên bắt chuyện với họ. Cô bé đã chủ động khi tôi vừa ngồi xuống hàng ghế chờ đợi, cạnh họ. Cháu chào bác. Chào hai mẹ con. Hôm nay tái khám hả? Dạ, bác sĩ bảo hôm nay chiếu xạ. Chỉ có cô bé trả lời. Còn bà mẹ, chỉ gật đầu kèm nụ cười mỉm xã giao. Tôi cũng ngần ngại, chỉ hỏi chuyện nhỏ nhẹ với cô bé. Cả hai mẹ con đều phải chiếu xạ sao? Dạ không ạ, chỉ mình cháu bị bệnh thôi ạ. Tôi ngạc nhiên định hỏi, thì cô bé nói tiếp. Mẹ cháu bắt trước cạo trọc đầu cho giống cháu. Mẹ bảo, cháu phải đẹp hơn mẹ, và để thi xem tóc ai mọc nhanh hơn. Tôi còn gặp hai mẹ con ấy được nhiều lần sau này nữa, vì cứ phải đưa bà xã đi tái khám, theo lời dặn dò của bác sĩ. Mỗi lần ngồi trong phòng chờ, tôi lại có dịp trò chuyện với cô bé. Tôi được biết, tóc cô bé đã không thể mọc dài ra được, do ảnh hưởng của công việc điều trị. Còn người mẹ, đêm đêm bà lén cạo tóc của mình, để chờ tóc con mọc trước. Quý vị và các bạn thân mến, đẹp quá tình thương và tấm lòng của người mẹ. Khi yêu thương, người ta biết sáng tạo ra những cách thức rất đẹp để thể hiện tình yêu thương. Trong cuộc đời này, không có gì có ý nghĩa và đem lại niềm vui, sự sống mà lại không có dấu vết của hy sinh, từ bỏ, thậm chí là cả cái chết. Để có một gia đình êm ấm hòa thuận, con cái đủ ăn đủ mặc, chắc chắn một điều rằng cha mẹ phải hy sinh cho con cái. Để có một lớp học trò tiến bộ, ngoan ngoãn, được học hành trong bầu khí vui tươi, chắc chắn thầy cô của lớp học đó phải hy sinh nhiều thời gian, tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy thú vị để dạy dỗ cho học trò nên người. Ngồi trong mâm cơm, ta thấy những con cá, con tôm, những miếng thịt gà, thịt heo, thịt bò đã được nấu nướng ngon lành. Có bao giờ chúng ta biết cảm ơn chúng vì chúng đã phải chết đi để mang lại sự sống cho ta không? Nhìn những cây bầu, cây bí, cây cam, cây táo ra trái ngon quả ngọt để ta thưởng thức, có bao giờ ta biết cảm ơn chúng vì chúng đã phải hy sinh chịu nắng, chịu gió, chịu cắt, chịu tỉa, để đơm hoa kết trái, để đem lại sự sống cho ta không? Vâng, bản chất cuộc đời này là vậy. Nếu bạn muốn sống có ý nghĩa, bạn muốn sống sao cho ý nghĩa, lời nói, hành động của bạn đem lại niềm vui và sự sống cho người khác, điều buộc bạn phải hy sinh. Chúa Giêsu là mẫu gương hy sinh tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Ngài đã dám hy sinh mạng sống mình để sống hết mình cho chân lý. Ngài phá đổ những gì trói buộc và tù túng con người, những kiểu giữ luật vô lý, những lối suy nghĩ bất nhân. Khi Ngài đảo lộn những lối suy nghĩ của người cùng thời với Ngài, Ngài biết chắc Ngài sẽ phải chết, nhưng Ngài vẫn dám hy sinh, sống chết hết mình cho hạnh phúc và tự do của người khác. Chúng ta đừng ngại từ bỏ, đừng sợ hy sinh, vì ngọn nến có cháy và tiêu hủy chính bản thân nó, thì nó mới có thể thắp sáng và sưởi ấm. Hãy tiêu hủy cuộc đời bạn cho những người thân yêu của bạn, cho tất cả mọi người chung quanh bạn, cho những lý tưởng cao đẹp. Vì những gì bạn cho đi thì còn lại mãi. Giống như lời Thánh Francisco đã nói, chính lúc quên mình là lúc tìm lại bản thân,
và chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn tìm thấy niềm vui và bình an sâu thẳm trong tâm hồn khi chúng con hiến dâng và hy sinh cho gia đình, bạn bè và tất cả anh em đồng loại. Xin Chúa giúp chúng con dám hy sinh ngay khi chúng con nghèo nàn và yếu đuối nhất. Xin Chúa cho chúng con cảm nhận được sự hy sinh trao tặng của biết bao anh chị em sống chung quanh, để chúng con trân trọng và sống thái độ biết ơn thật tròn đầy. Xin Chúa giúp con luôn nhìn lên Chúa mỗi khi con cảm thấy ngại hy sinh, ngại chia sẻ, ngại từ bỏ, ngại dấn thân. Amen. Con tìm Chúa, hay Chúa tìm con, trên muôn vàn nẻo đường con chờ Chúa. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Kính chúc quý thính giả luôn được tràn đầy tình yêu của Chúa Giêsu phục sinh. Chúa ở trong con, Chúa chờ đợi con, Chúa đã chọn con đi trước nhàn ngài, lòng mến đầy vơi, con vui ca ngợi tình thương Chúa.